gần đây có một thuật ngữ mà có thể các anh chị nghe rất thường xuyên đó là trí tuệ nhân tạo ai và một trong những ứng dụng của nó chính là chat gpt à, ai được viết tắt bởi hai từ artificial có nghĩa là nhân tạo intelligence có nghĩa là trí thông minh như mọi người hay dịch là trí tuệ nhân tạo nên tôi vẫn giữ cái cách dịch này các gì ha tôi sẽ hướng dẫn cách đọc từng từ một phát âm thật chậm rõ từng âm một để các anh chị có thể nghe rõ âm và nhìn thấy khẩu hình của tôi từ đầu tiên artificial các gì có nào R Rồi chúng ta có E T Chúng ta có E Và chúng ta có S với lời Shul. L nè S S Và chúng ta sẽ nhấn cái trọng âm là F Artificial Artificial Tuy nhiên tiếng Anh của người Mỹ á này có thể đổi thành đời Do đó chúng ta có thể đọc là Artificial Artificial Từ thứ hai Intelligence Chúng ta có In của John, của Job, À, chúng ta đã học trong các video trước và chúng ta nhấn trọng âm nghe theo intelligence, intelligence. Bây giờ chúng ta đọc cả hai từ luôn các anh chị ha. Artificial intelligence, artificial intelligence. Và nếu như các anh chị thấy video này hữu ích các anh chị vui lòng like và share để nhiều người cùng học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong video sau. Bye bye.